Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel mình. Hôm nay mình sẽ chơi Tom Friend, My Talking Tom Friend. Vâng, và mình sẽ điểm danh ngày thứ 6, cộng 50 vàng. Úi giời, cho con Ginger này đi vệ sinh này. Con Ben muốn nói chuyện với con thỏ. Ok, nói chuyện đi. Nói chuyện đi bạn ơi. Rồi, cho cái con tôm này thu hoạch vườn trái cây kẹo nữa này, vườn trái cây mà vừa kẹo luôn. Ok, bây giờ mình sẽ trồng nha. Rồi, trồng xong thì chắc chắn là phải tưới nước rồi. Rồi, vứt ở đây cho con Gengar này đi ăn nha, ăn kem này, ice cream này, sô cô la này, hot dog này, ngon chưa? Ăn nhiều đấy, pizza nữa này, sushi nữa này, mấy con này ăn nhiều vãi đái. Rồi, cho rồi. Nó ăn nhiều thế nhưng mà nó cũng lại muốn đi nấu ăn rồi. Con đang cái là mày muốn hát. Ok, mình sẽ cho nó hát. Mình sẽ cất gọn những cái đồ chơi này lại, chỉ để mỗi kia bóng rổ ở đây thôi. Rồi, hai cái con kia nói chuyện xong chưa? Vẫn còn đang nói. Rồi, mới còn làm một việc. Con bé này muốn đi tắm cận này. Rồi, mình sẽ cho con đường cơ này đi thay đổi trang phục một chút. Hoodie, áo quýt này, rồi chọn cái mũ nào này. Mũ tăm màu. Hiện tại là mấy cái mũ này nó chưa mở. Đó, có mỗi cái mũ này thôi. Ok, cái mũ này đi. Rồi, cho nó đi tắm nha. Con này tưởng khá là lâu này. Rồi, cho tất cả chúng nó đi shopping. Rồi, lên xe. Trời đang mưa vẫn đi shopping bình thường. Rồi, chúng ta sẽ để mở được 5 túi. Nó sẽ ra những cái đồ ngẫu nhiên. Rồi, 10 vàng bọ. Rồi, hai cái máy hút bụi. Rồi, một cái gì đây? Home à? Một cái máy chơi game à? Ok, để mình sẽ vào xem. Rồi, 5 cái bút màu, 3 cây trồng. Rồi, mình xem cái kia nó là cái gì nào. Đấy, mở được. À, nghĩa là chơi game của cậu là có 1, 2, 3, 4 game. Đó. Con này nó muốn chơi cái xúc xắc này. Ok, mình sẽ chơi với nó. Năm, hai, năm chấm, hai, ba, bốn, năm. Rồi, mình leo nữa. Ui, mới chơi leo cái cầu thang. Ui, đừng ăn vào cái con rắn này là được. Rồi, qua con rắn rồi. Còn hai con rắn phía trước nữa. Ui, may nó không lên được cái cầu thang này đấy. Nó đuổi được mình rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5. Nó đi vào cái con rắn rồi. Lùi khá là nhiều. Một, hai, ba. Phần thắng nghiêng về phía mình nhiều hơn.
nay mình lên được cái cầu thang này nữa thì ngon này. Ui, nó lên phát nhanh thế. 42 12 3 4 45 rồi. Còn 5 bậc nữa. Ui, nó lên bằng mình luôn này. Hên thế nhỉ. Thôi sao. Đấy, con rắn chết tiệt. Nó cũng bị luôn này. Vui vui vui. Chạy đâu. Một thế này. Điêu thế nhỉ. Hai phát được quay vào một. Mấy cây. Một, hai, ba, bốn, năm. Ít nhất phải bốn hoặc năm. Hai đi, lần này hai thôi. Ui. Và hai trong một này. Rồi, nó lại ăn vào con rắn rồi. Mày thoát được đâu. 1, 2, 3 đến mình. 1, mày toàn quay được 1 đến trận này á. Xui. 1, 2, 3, 4, 5. Ui giời. Đúng thêm một bước nữa là vào con rắn này luôn. Giờ chỉ cần 3 bước thôi. Ui, 6 bước. Nó đuổi được mình rồi. 3 bước thôi, không cần phải nhiều thế. Cần toàn quay vào 6. Nó lại ăn được con rắn này. Nó ăn 3 lần cái con rắn này đấy. Quá đen cho đội đỏ. Rồi mình giúp mày. Bây giờ mình quay vào 1 rất là đường này. 1 thôi. Không cần nhiều, chỉ cần 1 thôi. Rồi, ok. Sau những giây phút căng thẳng thì mình đã chiến thắng nó rồi. Và hai con này vẫn chưa nói chuyện xong. Nói đâu mà lắm chuyện để mà nói thế nhỉ. Ok. Chơi game xong là nó bị bệnh rồi. Nó bị cái gai nó cắm vào chân này. Ok, mình sẽ hút ra nha. Con này nó chơi đàn này. Nguyên Gơ muốn chơi đàn này. À, cho con hành này nó đi vệ sinh đã. Con này muốn nhìn vũ trụ. Rồi, cho con hành nó chơi đục quay. Cất cái bảng tô màu đi. Mình sẽ chơi đàn của con Nguyên Gơ. Mình sẽ chọn bài đây, chọn bài này đi. Bắt đầu. Bài này mình đánh rồi. Cái nhạc quen quen. Nhạc rất là hay. Mình sẽ cố gắng không hụt một cái nào nhé. Rồi, bài này cũng ngắn thôi. Ok. Mở được cái play it cool. Cool. Rồi, cho nó con ăn ra đây đi tắm. Con này muốn chơi cái bẫy cát rồi. Đi tắm đi. Tắm hiểu thôi. Rồi, lại muốn đi ăn. Ăn gì mà ăn lắm thế. Ăn quả dứa nha. Pizza này. Candy này. Hamburger này. À no rồi, à, con này ăn ít. Mười phút đồng hồ mà hai con này vẫn chưa nói chuyện xong. Rồi, con này chơi xong trò chơi rồi. Nhanh lên. Con Nghi Gơ này đang muốn nói chuyện với cái con thỏ. Mình sẽ thay đổi màu một chút. Màu này đi.
cái này vẫn chưa mở được. Rồi, chắc có lẽ nói chuyện xong rồi đấy. Rồi. Rồi, đến tiếp. Vừa nói chuyện với con bé xong, bây giờ lại nói chuyện với con Ginger. Rất là nói chuyện. À, con bé nó muốn ăn. Con bé ta chia nó rồi. Đây, táo này, kiwi này, hạch này, sushi này. Nói chưa? Rồi, ok, mình xin kết thúc video tại đây. Các bạn nhớ subscribe nhé.